trong lúc mọi người đang ngủ ngon trong đêm khuya. Thực ra có những người đang cực khổ chấp hành nhiệm vụ để bảo vệ cho người dân. Có ai có thể nói cho tôi biết một ASU quan trọng nhất là gì không? Tôi không đánh bại người mạnh nhất thì làm sao tôi trở thành một người mạnh nhất được chứ? Làm người y xì một chút, thế giới sẽ hòa bình hơn thôi, đúng không? Thể lực đúng là có hạn, nhưng ý chí là vô hạn. Chiến đấu cỡ nào đi nữa, nhưng đã là anh em, bờ vai của tôi sẵn sàng cho cô dựa vào. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi, còn nói là anh em. Là một người đặc cảnh, ngoài thể lực ra, tôi còn cần các bạn phải có não. Tôi cần các bạn trở thành đội có tinh thần đoàn kết nhất trong ASU. Các bạn không thể nào biết được đối phương có bao nhiêu vũ khí. Phải tin tưởng vững chắc, hợp tác lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Rõ chưa? Yes sir. Sơn à, chạy đi. Tôi không biết viết chữ chạy. Cô tháo cái bom này ra rồi chạy tôi viết đi. Đón xem Đặc Cảnh Sân Bay lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh SCTV11 kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2021.